Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5, trang 171-172, luyện tập nhé. Mình sẽ làm bài số 1 nhé. Tìm vận tốc của một ô tô. Biết ô tô đó đi được 120 km trong 2 giờ 30 phút. Rồi như vậy là bài này người ta kêu mình tính vận tốc. Người ta cho quãng đường và cho thời gian đúng nè. Thời gian là 2 giờ 30 phút. Như vậy mình sẽ đổi cái này qua giờ đúng nè. Giờ phút mình đổi qua giờ. Phút đổi qua giờ thì mình sẽ chia cho 60 đúng nè. Và như vậy 2 giờ 30 phút mình đổi qua giờ sẽ được là 2,5 giờ. Rồi, có quãng đường, có thời gian mình sẽ tính vận tốc đúng không nè. Còn câu B, Bình đi xe đạp với vận tốc là 15 km/h, từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Rồi, hỏi Bình cách bến xe bao nhiêu km. Rồi như vậy là bài này người ta cho là vận tốc, cho thời gian đúng không nè. Mình sẽ tính quãng đường. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân cho thời gian. Đúng không nè? Tiếp theo câu C nè. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h, đi được quãng đường là 6 km. Hỏi người đó đi trong thời gian bao lâu? Như giờ bài này người ta cho vận tốc nè, cho quãng đường mà sẽ tính được thời gian đúng không nè? Giờ bài số 1 này. Các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Rồi, bài số 1 các em làm xong chưa nè? Rồi, em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Rồi, thầy sẽ làm bài 1 câu A trước nha. Như vậy bài 1 này người ta cho là quãng đường 120 km, thời gian là 2 giờ 30 phút. Mình sẽ tính vận tốc đúng nè. Rồi, như vậy là 2 giờ 30 phút mình đổi qua giờ luôn nha. 2 giờ 30 phút mình phải đổi qua giờ luôn. Rồi, phút đổi qua giờ thì chia cho bao nhiêu nè? Chia cho 60 đúng rồi, 30 chia 60 thì bằng 0,5. 2 cộng 0,5 bằng 2,5 giờ. Mình có quãng đường, mình có thời gian, mình sẽ tính vận tốc đúng nè. Vì vận tốc của ô tô là nè, mình lấy quãng đường chia cho vận tốc. 120 chia cho 2,5 thì sẽ bằng bằng 40 48 đúng nè. Như vậy là 48 km/h. Như vậy là thầy đã làm xong câu A nha. Thầy sẽ làm tiếp câu B luôn nha. Giờ thầy sẽ làm tiếp câu B. Như vậy là câu B người ta cho vận tốc nè 15 km/h, thời gian là nửa giờ đúng nè. Mình có vận tốc, mình có thời gian, mình sẽ tính được quãng đường từ nhà mình đến bến xe đúng nè. Như vậy nửa giờ là chính là 0,5 giờ đúng nè, hoặc là 1/2 giờ cũng vậy nhé. Nửa giờ thì bằng 0,5 giờ nè. Như vậy nhà mình cách bến xe số km là mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian đúng nè. Vận tốc là 15 nhân cho thời gian là 0,5. 15 nhân cho 0,5 thì bằng 7,5. Đơn vị là km đúng nè. Như vậy là nhà bên cách bến xe sẽ là 7,5 km. Giờ hãy làm câu xong câu B nha. Thầy sẽ làm tiếp câu C luôn nha. Giờ thầy sẽ làm tiếp câu C. Như vậy là câu C người ta cho vận tốc là 5 km/h nè. Quãng đường là 6 km. Như vậy có vận tốc, có quãng đường mà sẽ tính được thời gian đúng không nè. Vậy người ta hỏi là người đó đi trong thời gian bao lâu. Như vậy lời giải của mình sẽ là thời gian người đó đi hết quãng đường là nè. Mình lấy quãng đường 6 km chia cho thời gian là 5 đúng không nè. 6 chia 5 thì bằng 1,2. 1,2 giờ. 1 giờ mình giữ nguyên nha. Còn 0,2 giờ mình đổi qua phút đúng không. Như giờ từ giờ đổi qua phút thì mình nhân cho 60 đúng không nè. 0,2 nhân cho 60 thì bằng 12. Như vậy con là 1,2 giờ hay là chính sẽ bằng là 1 giờ 12 phút đúng không nào? Như vậy là bài 1 này mình sẽ có 3 đáp số nha. Đáp số câu A sẽ là 48 km/h. Đáp số câu B là 7,5 km. Và đáp số câu C sẽ là 1,2 giờ hay là 1 giờ 12 phút đúng không nào? Giờ bài số 1 này có em là có kết quả giống như thầy. Để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 2 luôn nha.
Giờ mình sẽ qua tiếp bài bài số 2 nha. Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90 km. Hỏi ô tô đến B trước, ô tô đến B trước xe máy bao lâu? Biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và bằng ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy. Giờ bây giờ mình sẽ phân tích đề bài xem đề bài cho mình cái gì và mình cần tính cái gì nè. Đề bài nói là ô tô và xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90 km. Người ta hỏi là ô tô đến B trước xe máy bao lâu? Biết là ô tô đi 1,5 giờ. Như vậy người ta cho quãng đường là 90 km và thời gian ô tô đi là 1,5 giờ. Giờ ở đây thì mình có quãng đường, mình có thời gian đi của ô tô. Như vậy mình sẽ tính được vận tốc của ô tô đúng không nào? Vận tốc thì bằng quãng đường chia cho thời gian. Có vận tốc ô tô mình sẽ tính được vận tốc của xe máy đúng không nào? Ta nói là vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy. Như vận tốc xe máy bằng vận tốc ô tô chia cho 2. Có vận tốc giờ sau khi mình có vận tốc của xe máy, mình có quãng đường thì mình sẽ tính được thời gian xe máy đi không? Đúng nè. Có thời gian ô tô, có thời gian xe máy, mình sẽ tính được là thời gian ô tô đến B trước xe máy đúng nào? Giờ bài số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 2. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Rồi thầy sẽ làm bài 2 nha. Như vậy là trước hết mình sẽ tính vận tốc của ô tô đó là nha. Vận tốc mình sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian ô tô đi đúng nè. 90 chia cho 1,5 thì bằng 60. Đơn vị km là km trên giờ. Sau khi có vận tốc của ô tô mình sẽ tính tiếp vận tốc của xe máy. Vận tốc của xe máy là nè, người ta nói là vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy. Như vậy mình tính vận tốc xe máy mình lấy vận tốc ô tô chia cho 2 đúng nè. Như vậy 60 chia cho 2 thì bằng 30 km trên giờ. Giờ có vận tốc, có quãng đường mình sẽ tính thời gian xe máy đi. Như vậy là thời gian xe máy đi hết đoạn đường AB là mình sẽ lấy quãng đường chia cho vận tốc. 90 chia cho 30 thì bằng 3. Đơn vị là giờ. Giờ như vậy là mình có thời gian xe máy đi, thời gian ô tô đi, mình sẽ tính được thời gian ô tô đến B trước xe máy đúng không nè. Như vậy lời giải cuối cùng sẽ là thời gian ô tô đến B trước xe máy là mình sẽ lấy thời gian của xe máy trừ cho thời gian ô tô đi đúng không nè. Như vậy là 3 trừ cho 1,5 thì bằng 1,5 giờ. 1,5 giờ hay là 0,5 giờ mình đổi qua phút thì sẽ bằng 30 phút đúng không nè. Như vậy 1,5 giờ hay là 1 giờ 30 phút. Giờ như vậy là đáp số của bài 2 này là rồi đáp số bài 2 sẽ là 1,5 giờ hay là 1 giờ 30 phút đúng nè. Giờ bài số 2 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 3 luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài số 3. Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ thì chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180 km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô. Biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2 phần 3 vận tốc ô tô đi từ B. Bây giờ mình sẽ phân tích đề bài này. Người ta nói là hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ thì chúng gặp nhau. Như vậy người ta cho thời gian nè. Quãng đường AB dài là 180 km. Mình có quãng đường, mình có thời gian, mình sẽ tính được tổng vận tốc của hai ô tô đúng nè. Sau khi tính được tổng vận tốc, mình có tỷ số của vận tốc ô tô A và vận tốc ô tô B đúng nè. Như vậy vận tốc ô tô A chiếm 2 phần và vận tốc ô tô B chiếm 3 phần. Như vậy đây là một bài toán tổng tỷ. Các em vẽ sơ đồ ra. Sau đó tính tổng số phần bằng nhau và tính vận tốc của ô tô từ A và ô tô từ B đúng không nè. Giờ bài số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Như vậy là người ta nói vận tốc của ô tô đi từ A bằng 2 phần 3 vận tốc ô tô đi từ B. Có nghĩa là vận tốc ô tô đi từ A sẽ chiếm 2 phần này. Vận tốc của ô tô đi từ B sẽ chiếm 3 phần đúng nè. Như vậy ta có sơ đồ nè, vận tốc ô tô đi từ A chiếm 2 phần mình quẻ hai đồng bằng nhau.
và vận tốc ô tô đi từ B sẽ chiếm 3 phần. Như vậy vẽ ba đoạn bằng nhau đúng không? Người ta cho quãng đường là 180 km này. Thời gian hai ô tô đi được đúng không nào? Bây giờ trước hết mình sẽ tính tổng quãng tốc của cả hai ô tô sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian. 180 chia cho 2 bằng 90. Như vậy vận tốc sẽ là 90 km/h. Đây là vận tốc của cả hai ô tô nha. Như vậy là đây là tổng của vận tốc của hai ô tô là 90 km/h đúng không nào? Giờ đây là một bài toán tổng tỷ. Như vậy trước hết mình sẽ tìm tổng số bằng bằng nhau. Giờ như là theo sơ đồ là tổng số bằng bằng nhau là 2 phần của ô tô đi từ A cộng cho 3 phần ô tô đi từ B sẽ bằng 5 phần đúng này. Rồi như vậy là 2 cộng 3 bằng 5, 5 phần. Rồi có tổng số bằng bằng nhau mình sẽ tính được vận tốc của ô tô đi từ A. Rồi vận tốc của ô tô đi từ A bằng cách nào? Bằng cách lấy là tổng tốc của hai ô tô là 90 này chia cho tổng số bằng bằng nhau là 5 và nhân cho số phần của ô tô đi từ A là 2. Như vậy 90 chia 5 nhân 2. 90 chia 5 bằng 18 nhân 2 bằng 36. Như vậy là vận tốc của ô tô đi từ A sẽ là 36 km/h. Giờ tiếp theo mình sẽ tính vận tốc của ô tô đi từ B là tổng vận tốc là 90. Như vậy mình chính lấy 90 trừ cho vận tốc ô tô đi từ A là ra kết quả đúng không? Như vậy là 90 trừ cho 36 thì sẽ bằng 54. Đơn vị sẽ là km/h. Giờ như vậy đáp số của bài 3 này sẽ là 36 km/h và 54 km/h. Đúng không nè? Giờ bài số 3 này có em nào có kết quả giống như thầy? Để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Giờ bài số 3 này các em hiểu bài hết chưa nè? Ok, nếu các em hiểu bài hết thì thầy sẽ kết thúc video clip bài giảng tại đây. Thầy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.